Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư với diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phía Nam, trong đó có Tây Ninh, các địa phương buộc phải tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, hệ thống đại lý và lực lượng người bán vé số dạo. Việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số đã ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của những người bán vé số dạo vì họ mất đi nguồn thu nhập chính hàng ngày. Do hầu hết những người này đều thuộc đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh rất khó khăn. Để giải quyết những khó khăn do mất thu nhập trong thời gian phải nghỉ bán vé số, thời gian qua, tỉnh đã tạo điều kiện đưa người bán vé số dạo vào diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Sau hơn 3 tháng tạm ngưng hoạt động, đến nay, nhiều người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi khi các công ty kinh doanh xổ số hoạt động trở lại. Người bán lẫn người mua đều nêu cao ý thức phòng dịch COVID-19 nhằm bảo vệ cho chính mình và người dân trong cộng đồng. Mấy tháng nghỉ bán ở nhà thì không có đồng ra đồng vô khổ lắm. Rồi giờ bán lại thì mừng, có tiền để xây sở trong gia đình. Mình bán thì mình phải có ý thức khi mình phòng dịch là mình đeo khẩu trang, ngồi cách xa người ta, đừng có gần. Đó khi người ta mua xong rồi thì mình lấy cái chai nước xịt khuẩn đó, mình xịt tiền. Đó, giữ kỹ lưỡng một chút. Cô rất sợ bệnh lắm nhưng mà bán lại là phải bán rồi đó. Nhưng mà mình lo thì mình phải tuân thủ 5K của mình. Mà nghĩ rồi cũng hoàn cảnh cũng khổ lắm. Ở nhà trọ thì bà con đã cho về ăn đó. Cũng sống qua ngày rồi, giờ có số bán lại thì cũng mừng, có đồng ra đồng vô để sống. Cũng bán thì cũng sợ nhưng mà ở nhà thì không có tiền, ra bán thì cũng phải đeo khẩu trang rồi cũng đeo theo chai thuốc sạch rồi cái lâu lâu cái sạch với dép dòng vậy cho sát khuẩn rồi. Nhận thấy tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề sau dịch, nhiều người bán vé số dạo không dám lãnh nhiều mà chỉ lãnh số lượng vé vừa phải để bán. Thì mới giờ bán lại thì có lấy số vừa đủ bán thôi chứ không dám lấy nhiều. Tại vì thời gian ta dịch bệnh đâu có ai có tiền đâu mà mua phung phí nhiều. Thì gánh mỗi lần trước thì cô bán ngày được 200. Bây giờ vô dịch bệnh được cô bán 100. Mới chung mới thì cũng không dám lấy nhiều nữa. Lấy ít bán thử thôi sao. Tại vì dịch thì ta không có ai làm có tiền á. Rồi cũng không dám lấy nhiều. Lấy ít rồi chừng nào bán được lấy thêm. Được biết, ngày 18 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đồng ý chủ trương cho tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số trở lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ ngày 22 tháng 10 năm 2021. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh sẽ phát hành và mở thưởng trở lại kỳ đầu tiên 10K4 vào ngày thứ Năm 28 tháng 10 năm 2021 nhằm đảm bảo yêu cầu trong hoạt động kinh doanh xổ số trở lại trên địa bàn tỉnh trong điều kiện bình thường mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân các địa phương và hệ thống đại lý thống kê danh sách đối tượng tham gia, bao gồm đại lý và người bán vé xổ số dạo từ 18 tuổi trở lên, gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế để có kế hoạch tiêm ngừa vaccine COVID-19. Đồng thời chủ trì, phối hợp Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để khi hoạt động kinh doanh trở lại nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.